Để bắt đầu mình quay thử nha. Ở đây rất là đẹp. Mình ra đứng mình chào các anh chị em nha. Ok. Có những cái tàu bên kia là tàu nó chạy đó, nó chạy nó đưa khách qua bên kia, bên nước. Cái này là ở trung tâm Amsterdam nha, đây chạm xe lửa đó, cái tàu đó đang chạy đó. Mùa nắng nắng này rất là nhiều người ta ngồi đây ra hứng nắng. Khách du lịch đây rất là đông. Coi chạy bao nhiêu phút rồi. Ở bên kia là đường chút xíu đâu, là cái trạm xe buýt tí xíu mình phải lên cái trạm xe buýt trên này nè. Đó. Đó, xe buýt đang chạy trên nhau. Chút xíu mình phải lên đó, mình đi xe buýt đi về Pumarent, về lại nhà mình. Mình khát nước, mình không dám uống nước tại sợ lâu á, đợi lâu. Chắc chút xíu mình vô, mình ghé thì để uống được, được. Đó, cái Starbucks đó, là cái quán cà phê Starbucks này này. Ở bên đường á. Đó. Đó. Chút xíu mình vô, mình mua ly cà phê đá, mình uống đây. Nha, ở đây người ta đi tới lui ta tấp nập lắm, rất là nhiều. Đó, tàu tư nhân nó tới nó đón anh em sao con mèo. Nhiều người ta ra đây buổi trưa, giờ này trưa rồi, người ta ăn trưa rồi. Ta ra đây ngồi, ta làm việc ở Amsterdam, ta đang ngồi ăn trưa ở đây. Đó, giống như cái bà làm ở trạm xe lửa đó, bà ra ngồi bà ăn đó, bà bóc trứng bà ăn. Đó, bà đang ngồi bóc trứng. Có nhiều người buổi trưa, ta rất là nhiều người ta ra đây ta ăn buổi trưa đây. Tại vì hôm qua trời rất là đẹp. Đó là đẹp nhất. Nào, những tòa nhà cao chóc ngóc này mấy chục tầng ở đó, bên đó đó. Mình đi đâu mình thích mang quay phim đồ, thích để cái hobby của mình không? Đó, những cái tàu
đầu lớn thì lớn nó đang chở quá chừng đồ kìa, đó đang chạy tới đó. Khách du lịch đây rất đông, các nước có tới Amsterdam này là tại vì Amsterdam á là cái chỗ gọi là hồi xưa giờ là Europa ở là không có có nước nào có đèn xanh đèn đỏ. Ở đây là gái là được được phép làm việc, nhưng mà phải phải đăng ký rồi phải đi 3 tháng để khám bác sĩ một lần. Nó làm điếm ở Amsterdam. Nhưng mà từ mấy năm nay thì các nước lân cận giờ nó cũng bắt chước Hà Lan rồi, nó cũng cho tự do như Hà Lan luôn. Hà Lan mới lại ở Hà Lan đó là một nước tự do, hồi xưa giờ là nó cho hút cần sa rồi, mình muốn mua cần sa mình ra ngoài tiệm mình mua, ngoài qua quán cà phê của từ Hà Lan đó, nó bán vào đâu mình mua, thấy không? Nhưng mà bây giờ mấy nước châu Âu kế bên Mỹ giờ cũng có, hồi xưa hồi trước cách mấy năm trước thì không, bây giờ có rồi, bây giờ nó tự do rồi, thế là người ta nó cho người ta để người ta khỏi ấy, nó đi khỏi quậy không, cứ chứ mấy thằng trộm cắp đồ nhiều lắm, đúng không? Tàu đi tới lại đây rồi, hàng rầm luôn. Bà con thấy gì đúng không? Để mình đi ra ngoài kia mình quay chút xíu nha. Nên mình phải mang cái ba lô lại. Chứ mà đứng trong này quay hơi phe xa chút. Ok. Ok, giờ mình đứng gần đứng ra quay. Và cắt từ trong kia đây cắt 15-20 mét gì đó. Làm quay lên gần hơn chút xíu nữa. Cái bến tàu bên kia kìa, đó, bên nuốt bên kia, thì tí đó một lần tàu nó qua lại đầy khách, nó bắt đầu nó qua bên này, xong nó lại trở lại, một ngày bao nhiêu chuyến mình biết, ở đây là mình đang toàn người cần sa không ạ, wow, không quay ra ngoài, quay xa, quay gần đó, thì giờ mình quay ra qua chỗ khác. Quay cho người nó ngồi ở đây nhiều lắm nè con này. Mùi cần sa có mà nhiều người ta hút cần sa đấy á. Thấy không? Đông như kiến vậy á. Ở đây. Đứng ngoài nắng, mình đang quay ra đứng ngoài nắng mà. Chói chang. Mình quay một xung quanh luôn nha. Quay vòng vòng nha. Người ta đợi xe, đợi đấy, ta ngồi góc đường, ta góc này. Đó là một chiếc tàu, nó lại chạy qua, nó mới bên kia, nó chạy qua là hai chiếc nãy á. Nó chạy qua là một chiếc rồi. Cái thằng này ngồi đây, cũng cần xa ghê quá. Đó, chiếc nó mới chạy qua đấy không? Ok, coi giờ mấy giờ rồi, 12 giờ là 2 phút rồi, chuẩn bị cũng đi về thôi. Đi về để ăn uống với con, đi học về. Ok, ra mình đứng lên chào anh chị em, mình đứng ngay cái tòa nhà này, mình chào anh chị em.